Double G. Hello, we are Double G. Chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với channel của Double G. Khi mọi người nhìn thấy bọn tớ để màn hình như này, mọi người cũng biết là tớ đang làm cái video gì rồi đó. Đó, và dưới tựa đề đó thì hôm nay bọn tớ sẽ làm cái video makeup cho Halloween. Nếu mà mọi người vào kênh của bọn tớ, mọi người sẽ thấy một cái diện mạo đặc biệt mới hơn. Và bọn tớ xin chính thức thông báo là từ giờ bọn tớ sẽ cố gắng để có thể ra video một tuần một lần vào thứ năm hàng tuần. Mà trong ngày á thì bọn tớ sẽ ra vào giờ nào thì đấy sẽ là một cái random. Đấy là bước cải tiến mới cho cái kênh của bọn tớ. Bọn tớ hy vọng là cái kênh nó sẽ phát triển tốt hơn. Năm ngoái á thì bọn tớ để cái video makeup Halloween năm ngoái ở trên cái chỗ giới thiệu của kênh á, thì cái chỗ khi mà vào kênh mọi người nhìn thấy ngay đó. Năm nay bọn tớ cũng hy vọng là có thể làm được một cái video như thế. Vào kênh của Phan mọi người sẽ nhìn thấy nó ngay. Sẽ để một cái tiếp tục làm một cái video Halloween nữa đấy, trang điểm makeup này kia. Nhưng mà lần này bọn tớ làm cũng đơn giản thôi, tại vì bọn tớ định là sẽ makeup xong rồi sẽ đi ra ngoài quán cà phê và chứ nữa bọn tớ cũng sẽ dẫn mọi người đi. Dạ. Thì bây giờ mình cũng không nói nhiều nữa. Đang bắt đầu video thôi. Makeup thôi. Tớ thì đã đeo len, đã skincare xong rồi trộm vía. Hôm nay con người này cuối cùng chịu skincare rồi đó. Hy vọng là lúc này nó sẽ không có vấn đề gì. Nó sẽ có thể long lasting forever. Tớ sẽ tua nhanh những cái bước chắc lúc đầu thế này. Và bước chính thôi. Ở đây tớ hay skincare nên là da tớ cũng đỡ. Nó cũng ok la hơn trước nhiều á. Nên là tớ định sẽ làm một cái video kiểu như là cho mọi người những cái sản phẩm tôi đang dùng. Thực sự những cái sản phẩm tôi đang dùng á, nó skincare á, nó rẻ dã man luôn ấy. Đắt nhất của tớ hình như là 400.000 đã là cái lọ serum, còn lại thì hầu như là rẻ lắm, tầm dưới 200 thôi. Khi mà có thời gian thì tớ sẽ làm cái video đó cho mọi người. Bọn tớ đang định làm một cái video kiểu như là daily, những cái khoảnh khắc của bọn tớ ở chung với nhau vui vẻ để giải trí cho mọi người. Cho nên là mọi người hãy nhớ đón xem channel của Double G. Nếu mà vui thì tốt, mà không vui thì không sao. Không sao. Nhưng mà tớ chắc chắn là nó vui. Nó vui, mà nó kiểu vui mà nó không phải... một cái sự vui á. Không phải kiểu buồn á mà nó... Ê, tớ có thể xin ít xíu được không? Sao cái gì con cũng xin vậy? Đây, sau khi tớ bôi được cái kem lót của Hà, thấy hai chỗ này nó trắng hơn, hai cái chỗ má này trắng hơn tất cả những cái chỗ khác. Để cái tác dụng nâng tông ok là đấy. Nó có tác dụng nâng tông nhưng mà nó có một cái không ok lắm, đấy là ví dụ như mọi người dùng cái baby skin này, nếu bật lên thì nó sẽ tạo ra một cái lớp dạng như silicone mướt mẹ nhẹ trên da luôn đó. Đấy là vì sao cái này bán chạy như vậy, vì là nó tạo một cảm giác là rất là mướt mỏng nhẹ trên da, và khi mà mình tệp cái kem nền vào nó sẽ mịn, đúng rồi, nó sẽ rất là mịn, đánh nó mướt cực luôn. Nhưng mà cái kem này thì khi mà mình bôi ra nó sẽ cảm giác nó bị rít trên da như này này, nên nếu mọi người mà không tán nhanh và tán đều ấy thì nó sẽ luôn. Nó bị cứng thành tảng luôn ở mặt mình, và khi mình tán cái kem này lên nó sẽ bị mốc, nó sẽ bị kiểu ra nhiều cái vân vân ấy, nên mọi người phải sự rất cẩn thận khi mà dùng cái này. Nó dùng lâu rồi tớ đã thấy được cái hạn chế của nó. Kiểu nãy cái đoạn mà ta nhìn thấy cái này ta dạng kiểu thương ta kiểu ôi, lúc đầu thực sự là nó bé bằng cái mút này thôi á mọi người, xong là đến lúc tớ sốc nước cái này sợ ra ma là có thể to như thế, to thực sự á. Nhân tiện giới thiệu luôn cho mọi người mặt mà bọn tớ định makeup. Yeah. Đây là cái mà tớ muốn nhờ anh vẽ cho tớ, bởi vì tớ chắc chắn là đéo vẽ rồi vì tớ không hoa tay. Xong rồi thôi bỏ qua đây, tớ đi. Đây nè, tớ muốn vẽ mắt của tớ trông nó kiểu cánh bướm như này nè. Đây là oanh, đây là cái mà oanh muốn make up nè, rất là xinh xắn kiểu, và nó rất là nhẹ nhàng đơn giản thôi. Đúng rồi, chỉ có mỗi hai cái này mà đánh cái điểm nhấn của cái này sẽ là mắt. Mắt nó sẽ là cái nhấn trong cái này luôn. Và môi nó sẽ chỉ kẻ thêm một chút xíu như này thôi. Tớ còn để không kẻ môi á, tớ chỉ kẻ một mắt thôi á. Bởi vì là bọn tớ sẽ đi ra ngoài á, cho nên bọn tớ không thể nào mà kinh quá được. Như năm ngoái thì bọn tớ photoshop ở nhà thì á, bọn tớ có thể vẽ cái gì lên mặt cũng được á. Nhưng mà năm nay ra ngoài thì thôi cũng lên bình thường xíu, người ta thấy không tránh sự lỗi lắm.
Có hơi kỳ thì tôi sẽ kể cho mọi người. Vì hôm nay mọi người có thể thấy là tôi đã đủ cái view, mặc dù cái view đằng sau nó hơi chân gối tí rồi có một cái kia, nhưng mà tại Tại vì vì là nó đằng đang sau đang bọn tôi đang ở cái ban công nhà bọn tớ, và đây là cái chỗ mà nó nhận được nhiều ánh sáng nhất trong cái nhà này, nên bọn tớ muốn là tranh thủ một cái sáng chủ nhật. Chứ bây giờ dậy sớm sáng chủ nhật, nhưng hôm nay nó dậy sớm sáng chủ nhật và ăn sáng đầy đủ đó. và makeup ở đây với một cái lượng ánh sáng tuyệt vời như này để cho mọi người có thể thấy được cái chất lượng ánh tốt nhất. Đúng rồi đó. Bình thường á, bọn tớ quay ở trong phòng mà quay ở cái góc bên kia nó nhìn thấy cả cái tranh này nè, thì là cái góc mà nó là cái ánh điện, nên là nhiều nhiều khi nhìn nhìn lên video trông nó khó chịu quá. Rồi bây giờ có ánh sáng tự nhiên nhìn thích ơi thích luôn á. Trời ơi tớ mê cái ánh sáng tự nhiên lắm luôn á. Ta cũng sẽ bắt đầu đánh mắt thôi. Người ta sẽ đánh mắt như thế nào? Đánh nhẹ nhàng thôi. Cứ base là màu cam, màu hồng, màu cam này kia. Mày là cái màu hồng cũng đẹp. Hai cái màu hồng nó còn sáng hơn cả màu da của tớ. Nó làm cái thứ mà nó đảo lộn cuộc sống của tớ luôn các bạn. Con mèo ấy. Trời. Nhà sẽ yên bình lắm nếu không có nó. Nên là hàng ngày á thì cứ khi nào thấy cái phòng của tớ phát ra tiếng chửi thì chắc chắn là chỉ nó. Mà là cũng cùng chung việc sự stress đấy, về bao nhiêu mệt mỏi ôm nó cái là hết luôn. Rất là healing. Nó đã bôi màu hồng lên phát vào mắt mình. Nghĩa là nên kẻ mắt trước sau đó sẽ điều chỉnh cái khác sau, tức là kẻ vẽ cái con bướm trước chứ nhỡ bây giờ mà em từ anh tinh xong vẽ vào nó không ra hiệu quả được thì bất kỳ. À cái mắt này còn phải kẻ từ đầu mắt tới cuối mắt này cơ, đó là gì đấy. Tớ sẽ vẽ con bướm, còn cậu sẽ vẽ từ đầu mắt đến cuối mắt nha. Bây giờ tớ sẽ vẽ cho Hà trước. Mọi người có thể nhìn thấy cái đống vân này. Còn một tí nữa tớ phải ngồi tớ kể kéo kéo thằng này một tí chắc là sẽ không thể làm được. Đây, mọi người có thể nhìn thấy là cái bên này nó to hơn cái bên này. Và tớ thì tớ sẽ tiếp tục cái phần của tớ. Tớ sẽ một cam đánh vô mắt. Rồi, tớ đây là tớ. Cái video này không phải là dạy make up, nhưng mà không phải dạy make up mà là xem bọn tớ tập make up. Tớ chưa đánh xong mắt đâu, nhưng mà tớ sẽ phải kích mí. Cái công đoạn kích mí cực kỳ khó chịu luôn á. Kích mí nó khó chịu lắm. Tại vì nhiều khi nó sẽ bị lệch, rồi mà nó chỉ cần lệch một xíu thôi là mình sẽ không sửa lại được. Đó, và sau khi mình kích mí lên, wow, hai mí mọi người ơi. Ok, sẽ tiếp tục đánh mắt. Mình đã đánh xong màu cam trên này rồi, mình sẽ lại lấy một màu nâu kem. Một kem nâu này nè. Hôm nay mọi người là màu nâu đúng không? Không, thực ra nó là cam nâu đó, khi mà lên màu á. Mình sẽ lại đánh vào khóe mắt. Bây giờ tôi sẽ biết không nói gì cả, tôi rất là rất tập trung. Tôi cũng chuẩn bị đi đến bước kẻ mắt đây, tôi cũng chuẩn bị sắp không nói gì cả được rồi. Được không? Khói mắt luôn. Giờ tiếp tục tôi sẽ lấy màu hồng và tiếp tục đánh mắt. Tôi sẽ chọn lấy màu nữ quá. Giữa mắt má hồng rồi tớ mới bắt đầu vẽ của tớ. Của tớ cần má hồng. Bất kiểu kỳ lắm luôn á. Bây giờ cậu đừng kẻ khóe nữa. Ok. Ok khóe nào.
eyeliner dùng đến bảng màu xanh dương. Màu xanh dương như mọi người, xanh dương. Tớ sẽ dùng màu son này để kẻ mắt của tớ. Bây giờ lúc tớ đang thử dùng cái màu này, không biết là lên nó sẽ như thế nào. Tớ sẽ đánh vào cái phần trống trống này. Xanh rồi nè, xanh lè, xanh lách rồi nè. Nhầm chắc mình cho đậm hơn một tí. Đó đang fail nè, trời ơi. Không, change your option. Làm gì? Mình xấu. Đây là mình quyết định apply ở nền chỗ này. Và mình sẽ vẽ ở bên đây. Thế hả? Vậy là tớ đã xong cái phần mắt. Chưa có dán mi giả với cả kẹp mi. Chưa contour, chưa gì hết mà đã thấy mệt mỏi ghê không? Hôm nay là chủ nhật, ai cũng sẽ cảm thấy có một chút lười biếng trong người. Bọn tớ đã mua cái tranh hồng hạt đằng sau kia với một ham muốn là có một cái background cộng thêm một cái đèn. Nhưng mà tớ vẫn chưa mở đèn. Mà tớ cũng vẫn chưa mở rèm luôn. Nói chung là cái căn phòng này thì phải sửa chữa nhiều lắm. Có thể vẽ rất dấu ích cho tớ được không? Khó tay khó quá đi. Vậy thôi. Anh sẹo à? Gọt mặt, chặt mặt. Ôi, lông mèo dính ở cọ tôi. Đó, đấy là cái fact cho mọi người luôn. Mèo, lông mèo everywhere. Cái quần đen của tôi luôn luôn có lông của nó. Now the day please and tonight fall and you're not here to get me through. Đó, bây giờ thì mắt là nó đã dạng như kiểu khá là nổi bần bật rồi. Bây giờ mình đã không biết làm gì với phần bên dưới. Căng thẳng quá. Thì à? Nay mình có mi dưới rồi nhỉ? Kéo hoài nó có được mi dưới. Mascara hoài nó có được mi dưới đúng không ạ? Nên là maybe mình đang suy nghĩ xem mình có nên dán mi giả không? Thật sự mình cảm thấy nó khó chịu quá. Có một ít guilt và mình cứ đang suy nghĩ là mình có nên đánh cái gì đó vô mặt không. Bây giờ của mình nó nhẹ nhàng hơn của Hà rất nhiều. Cut this. Mọi người có thể thấy là sau khi mà có mi giả thì mắt nó to lại. Dạ! Mình yên tâm là không bao giờ tớ sẽ dùng cái màu hồng này của mình nó. Không bao giờ, không bao giờ. Bây giờ tớ sẽ đánh má hồng vào cái phần mà tớ vừa gắn kia cần xong. Trông nó hơi... hơi chín chín. Sau khi vật vã mà không biết make cái gì thì có lẽ cái này đã là xong rồi. Bọn tớ sẽ đi thay đồ và thêm phụ kiện các thứ. Đó, đây thì nói chung là sẽ là hai lớp trang điểm hoàn thiện của hai đứa.
đó là đơn giản nhất, sạch 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 sạch. Tại vì thực sự là anh nó không ưng mấy cái kiểu kia nên anh nó không làm theo, nên là thôi ok, mọi thứ sẽ dạy đấy, mọi thứ sẽ chỉ đơn giản làm đến với một chút Halloween thôi. Và bây giờ tôi sẽ đi đồ và cũng như là quay lại đây cùng với mọi người và sẽ đi ra quán cà phê để chụp với ra vì cái view là chính. Và cái mặt nó thực sự không có quyết định nhiều vấn đề lắm đâu, mà chủ yếu là cái trang phục và phụ kiện này kia, thì bọn tôi sẽ cố gắng làm cho nó hợp lý với cái Halloween một tí. Yeah. Và hẹn gặp lại mọi người sau khi đã thay đồ và phụ kiện. Đây. Hello. Nếu mọi người vẫn đã quay trở lại sau khi đã lên đồ. Bây giờ mọi người vẫn chưa thể nhìn thấy cái phần dưới của bọn tớ đâu, nhưng mà xíu nữa thì bọn tớ sẽ đi chụp ảnh và xong mọi người cả cái outfit ngày hôm nay nhá. Yeah. Nói chung là đồ ngày hôm nay cũng không phải là kiểu có là Halloween gì đâu, bọn tớ chỉ chủ yếu chọn cái màu tông tối, tông đen á, và đến đấy để cho nó fit với cái background ở bên chỗ đấy. Chúc mừng mọi người một cái Halloween vui vẻ, và hy vọng là mọi người đã có một cái option gì đó, maybe đơn trang điểm đơn giản nhẹ nhàng thôi. Tớ không phải là makeup artist hay gì kia này cái nọ, mình dựa chỉ... vào những cái đồ mà đồ đơn giản mà mình dùng ở nhà có thể có được luôn á. Tất cả những cái gì mà tớ dùng đều những đồ có thể dễ dàng tìm thấy được hết á, cho nên mọi người có thể tham khảo cái makeup này nếu với những ai mà không có nhiều đồ, cũng không có thời gian để đi tìm đồ giống như bọn tớ, và cũng kiểu như là cũng không gọi là khéo léo lắm. Thật sự là những cái makeup này nó không cần khéo léo lắm đâu. Tớ vẽ vụng thật sự luôn á, hai cái bên này, một cái bên to một cái bên bé, vụng thật sự luôn á. Đến của tớ thì tớ còn không vẽ được cái chữ X đây này, nhưng mà dù sao thì nó cũng đã xong rồi. Và bây giờ bọn tớ sẽ ra quán nha, đi ra quán để xem là liệu là cái bộ này nó có fit được với cái bách bao bên đấy không. Yeah. Ok, và nữa we are double chi, bye bye. Hello mọi người, nếu như mọi người nghe cái tiếng gì thì mọi người cũng biết là bọn tớ đang ở đâu. Bọn tớ đang ở một cái quán cà phê mà gần nhà bọn tớ và có một cái view khá là Halloween. Đây nè, cái này có một cái lồng ở đây và đang có một bạn chụp ảnh ở đấy, nên là bọn tớ chưa ra được. Tớ đã ngồi ở quán và order đồ uống. Oh my god, không biết chụp lên nó có lên được cái cánh bướm xinh đẹp này không. Đều và bây giờ bọn mình đang ở cái view để chụp ảnh nhá. Đầu lâu cái kiểu bất kiểu mình sẽ chụp ảnh cho anh. Bây giờ mình đang chụp ảnh cho anh, chúng ta sẽ xem là như nào đây của anh. Ok, mình đã chụp xong ảnh cho anh. Được không bạn? Chân dài mà đúng không? Đó, cái hack quay ngược máy là rất đỉnh mọi người ạ. Sẽ thấy được những cái bức ảnh chân rất là dài. Ui, cái này đứa cứ chọc vào tóc mình. Ok, giờ bọn tớ sẽ chụp nó ở đây. Hello mọi người, vậy là bọn tớ đã chụp ảnh xong. Và mặc dù cái quán này nó cũng không có nhiều view lắm, nhưng mà cũng rất là đông khách, nên là nó hơi ồn, nên bọn tớ không có quay được cho mọi người nhiều. Mà đã thi vọng đây sẽ là cái recommend cho mọi người. Quán này quán Lofita ở Hào Nam. Sẽ có view tầng 1 và view tầng 2 để chụp ảnh. Yeah, và video của bọn tớ đến đây là kết thúc. Nếu mọi người thích video thì like, subscribe channel Double G, follow bọn mình Instagram cũng như là Facebook. Và một lần nữa, we are Double G. Bye bye. Bye bye.